Hai team có được team chung với lớp không cô, hay là tách ra vậy cô? Sao cô biết được? Giờ dạ, tụi con có tin nhắn chưa? Rồi. Có tin nhắn ngày mai đi team rồi hả? Hả? Thứ thứ mấy nè? Hình như thứ năm thứ sáu là cho khối 10. Khối 11. Ủa ngày mai cho khối 12 giờ rồi dạy dỗ sao ta? Cánh có 12, chiều có 11 đó cô, nghe bảo vậy á. Ủa vậy mai dạy sao? Mai mới thứ tư rồi phải không? Con cô nhận được tin nhắn là thứ năm hoặc thứ sáu. Mai mai thứ năm, mai thứ năm cô ơi. À chết cha, đúng rồi. Ủa vậy là chiều mai lớp 11 hả con? Còn sáng mai lớp 12 hả? Ủa rồi sáng mai đi tìm gì được học hành sao? Chắc được nghỉ Chết thôi cô. cha. Ủa rồi học sao trời? Nếu đi tìm gì sao học? Thì đúng rồi, và nó có hẹn giờ nữa, nhưng mà ý cô nói là như vậy một cái lớp làm sao mà ấy, nhưng mà mình chích trong trường mình không à, tức là thì vô tụi con không gặp nguyên lớp thì cũng gặp lớp bạn mình chứ. Như Ân đi, Ân tin nhắn tới chưa con? Dạ chưa cô. Ai tin nhắn tới rồi đâu, bật mic lên con nói chuyện con nghe coi. Hồi nãy có đứa nào nói tin nhắn tới rồi á? Con là cô ơi, cô ơi. Miền My, rồi, người ta hẹn con mấy giờ? Không không có giờ cô, chắc là từ nay đến tối mới gửi giờ á, mới kêu là sáng mai thôi. À vậy hả? Chích ngừa không có gì hết, nhưng mà tụi con á nói chung là vậy nè, tụi con đi chích thì tụi con đừng có sợ cái chuyện chích, cái Pfizer đó nó cũng ổn lắm, nó không có gì đó lại là tác dụng với tụi con, làm cho tụi con mệt mỏi đồ đâu. Nhưng mà biết sao bây giờ cái quan trọng không phải là tụi con chích sợ này nọ, mà tụi con phải đi làm sao mà lúc mình đi ra mình chích mình không bị lây đó. Rồi cô chỉ cần nhiêu đó thôi, muốn vậy thì tụi con á nước nôi gì uống sẵn nhà luôn đi nha, là nói chung là cái khẩu trang không có mở ra luôn á, là tay chân là không có được đụng lên cái mặt luôn á, rồi đi đâu là đem chai cồn theo, đem cái chai bột cồn bự chà bá đó, chưa hở cái là rửa tay, hở cái là rửa tay. Nói chung làm sao mà đi chích ngừa về mà đi ra chỗ chích ngừa không bị lây covid là được rồi, chứ còn cái chích ngừa không có chuyện gì hết trơn á, đau đớn gì hết trơn á nha. Bây giờ quan trọng đi ra chích là đeo cái khẩu trang vô, nếu mà có kính giọt bắn đeo kính giọt bắn vô tiếp là hai thứ đó là ngon, còn đứa nào bị cận thì đeo kính cận luôn đó, thì nói chung là che được cái mắt cái mũi và quan trọng cái đôi tay của mình. Thì mình đi về á là coi như áo quần của mình nó đi về, mình đi ra, đi ra đường thì áo quần của mình có thể nó bị dính covid đó, thì mình về là mình nó hả cởi ra rồi mình nó có thể là mình mặc một bộ đồ khoác ra phía ngoài, xong rồi cái mình về là mình cởi ra là mình đi vô tắm liền, xong rồi mình đem lên mình giặt liền đó à, mình đeo khẩu trang, chung là đi cẩn thận đừng để bị lây covid thôi, chứ nhiều khi nguyên cái đám đi ra tiêm đó là có bạn mình nó bị covid rồi mình lây nó lây mình, thì đi phải đem chai cồn theo xịt, quan trọng vậy thôi. Mà thật sự tụi con có bị cũng bị nhẹ, tụi con đang tuổi khỏe hiếm đứa nào mà bị nặng, thì tụi con là đang cái tuổi mà ngon, mà đương nhiên cũng có nặng nhưng mà ít lắm, hiếm, nhưng mà thôi hả.
thôi mình cứ ấy đi, chứ lỡ nhiều khi có nhiều người bị nặng rồi mình bị di chứng cho phổi rồi này nọ sao, nên là thôi cứ cẩn thận chung không bị tốt hơn, chứ công tình đi chích ngừa mà bị nhiễm vô viêm. Cô đi đánh cầu lông có cái anh đó, ảnh đi đánh cầu lông chúng cô, ảnh ở nhà khu nhà trọ chung với một cái bạn đó chích hai mũi rồi mà bị F0, ảnh F1 bị rào nguyên nhà trọ là luôn, là bữa giờ cô là F2. Rồi thôi làm bài nè. À, số công thức FTC3H6O2. À, đây mở thêm cái file lý thuyết ra cho coi. Cần cái file lý thuyết lấy ra. Rồi đây. C3H6O2 là giết được hai đồng phân. Đây giờ đây là cơ hội mình ôn bài lại thôi. Đây C3H6O2 nè, giết được hai đồng phân đó. Chưa? C3H6O2 với được hai đồng phân nè, đầu tiên là HCOOC2H5 tên là etin phọt mát, rồi sau đó là CH3COCH3 là metin phọt mát, rồi hết rồi. Rồi đây là chọn câu C nha. C rồi sang câu 2. Số chất trong dãy thuộc loại este, este là cứ nhóm COO xong rồi tới C thì là este, hay chưa? COO xong rồi tới C là este. Thì thằng này là một nè. Thằng này là hai nè. Thằng này là ba. Hay chưa? Có ba đứa. Ba đứa nên chắc chắn là mình sẽ chọn đáp án là C. C. Rồi, làm đi rồi cô đọc hỏi đọc đáp án cho cô đó. Rồi, sang câu 4, câu 3. Câu 3 thì kỳ này là mình có thi amino acid, nói chung kỳ này mình kiểm thi là ba chương, chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 chưa thi. Nè, trùng ngưng là phải có hai nhóm chất phận với nhau, câu A ha. Mấy đứa làm ro ro thôi. Câu 5 chọn gì đây? Câu 5 chọn gì đây bảo ở Tiến Hòa? Câu 4 chứ, câu 4, câu 5, chọn hai câu cho cô đi Tiến Hòa. Hoàng ơi, bốn con chọn gì Hoàng? Cũng bê cô ơi. 4B chính xác, có trắng gương là có đầu H. Rồi, 4B tiếp tục 5. Này tên gì? Năm A đúng không? Đúng rồi, 5A triolein C17H33 là olein ha. Đó. Rồi, bài 6. 67. Số 7 chọn cho cô đi bạn Huyền My đi. Dạ câu 6 là câu C cô. 6 là C đúng rồi ha, 6C. 7. Bảy A. 7A hả? Sao vậy? Sao 7A vậy? Thu được 3 muối nha chứ không phải 2 muối nha. À dạ từ từ cô đợi con tí. Được 3 muối. 3 muối tức là nó phải có ba gốc axit khác nhau đó.
mình vẽ glycerol ra, mình có ba góc là 1, 2, 3 đó con. 1, 2, 3 thì mình sau đó mình cho là 1, 3, 2. Được chưa? Mình cho 1 trước đi rồi 1, 3, 2. Sau đó mình cho 1, 1, 2, 3 trước đi rồi 1, 3, 2. Rồi sau đó mình cho 2 lên đầu. 2 lên đầu thì mình sẽ cho 2, 1, 3. Chứ còn 2, 3, 1 là mình có rồi. Vậy mình được 3 món đó. Câu B đúng cô, con vừa ghi đó con. Ừ, B đó. Cô B. Đây, cô stop xe, cô giảng cô 7 cho mấy đứa nha. Cô 7 là mình thủy phân mình ra được glycerol và 3 muối. Cô 7 mình thủy phân mình ra glycerol và 3 muối nè. Nó uống ra glycerol là 3 muối là chắc chắn là nó có 3 góc gắn vô glycerol vậy nè. Glycerol là vậy nè. Gắn 3 góc vô thì có 1, 2, 3 nè. 3 muối là 3 góc khác nhau. 1, 2, 3 rồi tới 1, 3, 2. Là mình cho 1 lần đầu. Chưa? 1 lần đầu là có 1, 3, 2. Để giúp số bận lên chút. 1, 3, 1, 2, 3 trước. Rồi tới 1, 3, 2. Rồi cho 2 lên trước. 2 lên trước thì là 2, 1, 3. 2, 1, 3. 2, 1, 3 xong rồi tới 2, 3, 1. Nhưng mà 2, 3, 1 có rồi. 2, 3, 1 có rồi nè. 2, 3, 1 có rồi. Được chưa? Rồi nếu mình cho 3 lên lần đầu, 3 lên lần đầu thì nó có thể là hai trường hợp này luôn rồi. Như vậy là mình chỉ có 3 cái thôi nha. Tại vì mình nhìn từ dưới lên trên với từ trên xuống dưới nó giống nhau nha. Trên xuống tới dưới lên là giống nhau. Mấy đứa có hiểu là mình có ba cái axit gắn vô glycerol đó. Như vậy được ba trường hợp. Rồi đáp án của mình là câu B. 89 nè. 89 bạn Bảo Ân chọn đi con. 89, mùi thơm chứa chín rồi trạng thái rắn. Yeah, 8A. 8A đúng rồi, isoamin acetat là 19 nè. Rồi, 9 là gì? 9 B. Chẳng thấy rắn. Rắn là phải no. 9 gì? 9 nói đi Ân, 9 gì Ân? Dạ, 9 B cô. A chứ, B là có đôi đôi. Chính A, A mới là rắn nè, A no no nên là phải rắn. Nha. Rồi, tiếp tục đi, người khác. Thanh Huy, chọn 10, 11 đi Thanh Huy. Câu 10 là câu C. 10 là etin phọt mát. Etin phọt mát là chất có mùi thơm không độc, được dùng trong công nghiệp tạo hương, trong thực phẩm, công thức phân tử khối của etin phọt mát. Etin phọt mát mà câu C là 60 là sai rồi. Etin phọt mát nào. Etin phọt mát đây, đây đây đây, thằng này là etin phọt mát nè. Sao 60 được? 60 là metin phọt mát mới 60, còn etin sọc phọt mát là không phải 60. Etin phọt mát là phải là 74. 74 mới đúng. Nha. Etin phọt mát là 74, đáp án là câu A. Rồi, câu 11. Huy chọn đi Huy. 11A. Đi sắc cà lít. 11A. Đi sắc cà lít sao A được. Chết cha rồi, học không nhớ bài gì hết trơn. Cái chương này nó có 3 đứa. 3 loại là monosaccharide, disaccharide và polysaccharide. Monosaccharide là gồm có glucose và fructose.
Disaccharide là gồm có saccharose, còn polysaccharide là gồm có cellulose và tinh bột. Còn cái thằng quỷ này không có là không phải là saccharide. Câu này phải chọn C chứ không phải là A. Huy chọn hai câu sai hết rồi nha Huy. Rồi 12. Tắt cái mic đi Huy ơi. 12 nè. Cho các chất sau đây, chất nào không tráng gương? Rồi chọn cho cô đi bạn Kim. Cho 12D. D là 3 hả? Rồi kể tên ra đi, đứa nào không tráng gương? Là tinh bột, saccharose, cellulose. Rồi, chỉ có glucose và fructose là tráng gương thôi. Fructose và glucose là tráng gương, còn tinh bột, saccharose và cellulose là không tráng gương. Tinh bột nè, được chưa? Saccharose nè, cellulose nè, ba đứa này là không tráng gương. Nên đáp án là câu D. 13B. Qua tới 13. Trắng bạc nữa, dễ ẹt. Câu gì con? 13B. B, chính xác, B. Rồi, cảm ơn Kim. Rồi, 14, 15. Tuấn An. Tuấn An bật mic chưa con? Tuấn An chọn 14B, 15A. 14B, chính xác. Saccharose có nhiều OH kề nhau nên phản được đồng hydroxit tạo dung dịch xanh lam. 15 là glucid là hợp chất hữu cơ tạp chất trong phân tử có chứa nhiều nhóm OH và có nhóm carbonin nha, tức là nhóm CO đó chứ không phải carboxin đâu. Câu B nha, câu B. Carbonin tức là nhóm CO, còn carboxin là nhóm COOH. Rồi sang câu 16. 16. Trí. Yeah. Trí là 16, 17 đây. Mười sáu C là chất nào đều không đổi màu quy tiến? Tầm bảy. Acid glutamic là có đổi màu quy tiến. Acid glutamic là nó có hai nhóm acid, một nhóm amin, quy tiến sẽ hóa đỏ. Không có chọn C được. Không đổi màu quy tiến, chọn lại đáp án đi. B. Nhưng mấy đứa quên bài dữ quá mấy đứa ơi. Đây, amino acid của mấy đứa đây rồi đó, nhìn lại đi rồi chọn lại cho tôi đi. Hả? Amino acid đó Trí, con nhìn đi, nhìn màn hình amino acid đi rồi con chọn cho cô đứa nào không đổi màu quy tím đi. Mình học có 5 đứa à. Glycine nè. Glycine là một này một kia là què nè. Alanine cũng một này một kia què nè. Valine cũng một này một kia què nè. À, acid glutamic là hai nhóm acid, một nhóm amin nè. Rồi còn lysine là hai nhóm amin, một nhóm acid nè. Như vậy acid glutamic là hai nhóm acid, một nhóm amin nên quỳ tím hóa sao đỏ. Còn lysine là hai nhóm amin, một nhóm acid nên quỳ tím hóa xanh. Còn phenylamine là tên gọi khác của aniline đó. À, aniline nè, người ta còn gọi là phenylamine. Ha. Phenylamine là tên gọi khác của aniline. Thằng này mặc dù có nitơ nhưng mà không đổi màu quỳ tím nè. Đó, nhìn cô tô màu nè đó, không đổi màu quỳ tím nè. Đó. Rồi, vậy làm lại bài này đi, rất là dễ luôn.
Garuda. Câu này mà mình chọn không được là tệ lắm đó nha. Câu này chọn D ha. Anilin là tên gọi khác của phenylamine đó. Phenylamine với anilin là như nhau á. Hai này đều không đổi màu quỳ tím hết ha. Rồi câu D là đáp án. Câu A là có hai đứa đầu được bị đổi, câu B là có thằng giữa bị đổi, câu C là có thằng đầu bị đổi, câu D là đáp án. 17 chọn nào đây thì con? Bảy chọn nào đây Trí? Cậu C. Đây nha, glycine là nhỏ nhất á, 75, rồi tới alanin là 89, rồi tới valine là 117, rồi tới axit glutamic là 147 nha. Nè, này 75 nè. Này nhỏ nhất 75 nè, C2H5O2N nè, rồi tới valine, alanin là 89 nè, rồi valine là thêm 28 lúc là 117 nè. Axit glutamic là 147. Phenylalanin với lại tyrosin không hợp. Lysine là 146 đó, tính thử đi nha. Rồi. Xong. Rồi 18 đi. 18 bạn Sơn làm đi, 18 19 Sơn. Rồi cô là C với D. 18 là số amin chứa vòng benzen có công thức C7H9N. C7H9N mà chứa vòng benzen là được 5, đúng rồi. Nha. Rồi. 5 đồng phân. Rồi chất nào phân được 5H? Câu 19 là chọn nào con? D không? 19D chính xác, 19 là có nhóm axit là sẽ tác dụng được NaOH nha. Như vậy là 18C 19D. C 19D. Rồi còn số amin trước à, rồi làm tiếp cho cô mấy câu dưới đi rồi cô sẽ hỏi đó. Rồi sang cho cô câu số 10. Rồi câu 20 và câu 21. Tổng số nguyên tử hydro trong phân tử axit glutamic và số amin bậc 2 C4H11N. Rồi cái này đều có trong bài học hết rồi. Phân tử axit glutamic. Axit glutamic nè. Rồi ngồi đếm rồi có mấy hydro. Chín hydro. NH2 là 2 hydro nè, rồi tới hai này là 4 nè, 6 nè, 8 nè, 9 ha. Nó có 9 hydro. Câu này chọn D.